cái gì vậy? Trời, bà nghĩ sao mà bà in cái hình cái mặt tôi với bà lên trên áo vậy, rồi sao tôi dám mặt ra đường trời? Thôi có gì đâu mà không dám mặt ra đường. Tôi còn chưa ghi tên tôi với bà vô nữa kìa. Mặc đi cho người ta biết hai mình chơi thân với nhau. Dễ thương quá. Ê, mà hôm nay bà làm gì vậy? Tôi cũng không biết nữa. Cha đã nói á, lát tối nay á xong qua đây, mà trong khi tôi hỏi á là làm gì chuẩn bị gì thì không chịu nói gì hết. Ủa Kim Chi, bà đi đâu vậy? Tôi có hẹn. Trễ giờ rồi tôi đi nha. Ê khoan, hẹn ai vậy? Hẹn ai mà gấp vậy? Chỉ là bạn bình thường thôi à. Ủa mà bà không đi chơi với anh Khanh hả? Chơi gì mà chơi, hẹn 6 giờ lận. À vậy hả? Vậy thôi tôi đi trước nha. Em tưởng là thầy đi luôn thì không quay lại nữa chứ. Đâu có, tôi chỉ đi nhà vệ sinh thôi. Thôi mình gọi món nha. Dạ. Happy birthday, người yêu của anh. Anh đột nhập nhà em đúng 6 giờ. Chúc em có một ngày sinh nhật thật vui. Yêu em. Kim Chi ơi, dậy chưa Kim Chi ơi? Dậy rồi, có gì không bà? Vô được không? Vô đi. À. Làm gì mới sáng sớm mà gõ cửa ung sùng vậy bà? Tôi nấu đồ ăn rồi đó, bà ra ngoài đó bà ăn đi. Trời, tự nhiên không nè. Quà gì vậy? Trời ơi, thì hôm nay sinh nhật của bà đó. Không những tôi nấu đồ ăn mà tôi còn tặng quà cho bà nữa đó. Bất ngờ không? Bất ngờ không? Tự hôm nay tốt với tôi dữ thần trời. Ê, tôi mở quà ra được không? Dễ thương gì vậy? Trời, bà nghĩ sao mà bà in cái hình cái mặt tôi với bà lên trên áo vậy, rồi sao tôi dám mặt ra đường trời? Thôi có gì đâu mà không dám mặt ra đường. Tôi còn chưa ghi tên tôi với bà vô nữa kìa. Mặc đi cho người ta biết hai mình chơi thân với nhau. Dễ thương quá. Ê, mà hôm nay bà làm gì vậy? Tôi cũng không biết nữa. Cha đã nói á, lát tối nay á xong qua đây, mà trong khi tôi hỏi á là làm gì chuẩn bị gì thì không chịu nói gì hết. Trời ơi, lãng mạn quá ha. Vậy là làm giống như là mấy cái bất ngờ trong phim vậy đó. Trời ơi, bất ngờ trong phim cái gì? Tôi nói thiệt với bà hả? Tôi chỉ còn mong cho ông đừng có làm những cái trò lố lăng gì đó. Cái tính ổng mà suốt ngày cứ làm mấy cái gì đâu không à. Ê, vừa quá nè. Ê, sao vừa y vậy? Ừ, dễ thương quá à. Tôi mới đi công chuyện về. Tối nay mình gặp nha. Dạ. Nhưng mà thầy Phúc ơi, hôm nay là sinh nhật của Kim Chi á thầy. Ờ. Thầy biết rồi hả? Ờ biết, nhưng mà sao? À, thực ra thì em không có sao hết á. Hôm nay là sinh nhật của Kim Chi, cho nên là thầy cứ làm cái gì mà bản thân thầy muốn nha thầy. Chắc tôi không đến chúc mừng sinh nhật cổ đâu. Có lẽ giờ này chắc cổ đi ăn với bạn trai mới rồi. Dạ nghe đâu tối nay 6 giờ anh cũng tạo bất ngờ gì cho Kim Chi. Em thấy Kim Chi cũng hồi hộp lắm. Vậy là được rồi. Tối đi ăn với tôi nha. Dạ.
Alo, anh tới rồi hả? À, thầy đợi em xíu. À, anh Khanh gọi em có gì không? Em ơi, xe anh bị chết máy rồi. Mà giờ anh đang ở Bình Dương nữa, anh không có về kịp. Ủa, vậy hả? Rồi bây giờ à, dạ, thôi em hiểu rồi. Vậy thôi, bye bye anh nha. Thầy Phúc ơi, chắc là bây giờ em phải về, em không đi được với thầy Phúc. Sao vậy? Xe của anh Khanh bị chết máy với Bình Dương á. Anh về ăn sinh nhật với Kim Chi không có kịp, cho nên là em phải về mừng sinh nhật với Kim Chi. Hay là thầy đi chung về với em luôn nha. Cũng được, nhưng bây giờ cô gọi hỏi cổ trước sao? À, dạ. Alo. Kim Chi hả? Bà đang đâu vậy? Tôi đang ở nhà hàng nè. Ủa? Bà đi nhà hàng với ai? Thì với anh Khanh chứ với ai nữa? Ảnh đang dẫn tôi ăn nhà hàng Nhật Bản nè. Trời ơi, đồ ăn ngon lắm bà ơi. Ông còn nói là lát nữa xong dẫn tôi tới chỗ nào thì vui lắm. Tôi đang háo hức muốn chết nè. Mà sao tự nhiên bà đang đi chơi mà gọi điện cho tôi chi vậy? Tôi cũng thắc mắc không biết là anh tạo bất ngờ gì cho bà. Thì ra là anh dắt bà đi ra nhà hàng Nhật Bản rồi hả? Vậy thôi nha, tôi ăn tiếp đi nha, đồ ăn ngon lắm. Em nghĩ chắc em không phải về quá thầy Phúc ơi. Sao vậy? Chắc bây giờ cái điều quan trọng với Kim Chi là cô phải giữ lòng tự trọng của bản thân mình hơn là mừng sinh nhật với em. Vậy cũng được. Vậy thì vô đi, tôi cũng lỡ đặt bàn rồi. Dạ. Alo. Anh đây. Sao tự nhiên anh lại gọi cho em vậy? Anh gọi chúc mừng sinh nhật của em. Cảm ơn anh đã nhớ nha. À, hay là Facebook nhắc anh nhớ. Chứ không nhắc thì chắc anh cũng không nhớ đâu ha. Anh nhớ mà. Thiệt không đó? Theo em nhớ thì anh đâu phải là mẫu người mà nhớ sinh nhật của người khác. Đúng là vậy. Cho nên anh gọi xin lỗi nè. Năm trước anh đã không cho em một cái sinh nhật đàng hoàng. Anh xin lỗi. Sao tự nhiên nhắc lại chuyện hồi xưa vậy? Lúc đó anh cứ nghĩ là hai chồng mình sẽ sống với nhau trọn đời. Nhưng anh thật không ngờ đó là lần cuối cùng. Anh đúng thiệt là ngốc. Năm nay tuy là anh nhớ nhưng mà không thể chúc mừng sinh nhật của em được rồi. Anh xin lỗi nha. Đừng nhắc lại chuyện ngày xưa nữa. Nhắc lại em sẽ giận anh đó. Mà nè, anh đi với Hiền sao cứ gọi cho em hoài vậy? Nếu để Hiền suy nghĩ gì rồi Hiền buồn sao? Thôi em cúp máy nha. Anh Khanh tới rồi. Dì ơi, anh về dì ơi. Anh về dì ơi. Bây giờ là mấy giờ rồi? Sao anh không đi chết luôn đi? Bảy, sao chết rồi? Mà coi chết á, anh cũng phải lết về. Thấy tôi có đang vui không? À. Vui chưa? Vui ha, vui cười à. Khùng thiệt.
Em tưởng là thầy đi luôn thì không quay lại nữa chứ. Đâu có, tôi chỉ đi nhà vệ sinh thôi. Thôi mình gọi món nha. Dạ. Em ơi, em có điện thoại. Dạ em nghe thầy Quyền ơi. Cô Hiền hả? Hôm trước tôi có nhờ cô viết bài luận cho trường. Cô viết xong chưa ha? Bài luận văn không. Chết rồi thầy, em vô viết nữa thầy ơi. Thầy ơi, không mấy bây giờ thầy đợi em chút xíu nha. Em chạy về trường em làm cho xong cái rồi em gửi thầy liền nha. Không, tôi chỉ gọi điện để hỏi cô có nói sao rồi, chứ tôi đâu có hối cô gì đâu. Dạ, thầy còn gấp lắm hả? Dạ, em về trường em làm liền một cái là em gửi thầy liền nha thầy. Thì tôi nói là từ từ cũng được mà. Dạ em biết rồi, em làm liền bây giờ á. Dạ. Ủa sao bây giờ phải về trường hả? Dạ, tại cái bài luận hôm bữa em chưa có làm xong cho thầy Quyền, cho nên bây giờ phải về làm cho thầy Quyền liền. Nhưng mà có cần gấp không? Tại thầy Quyền hay vậy lắm á. Gấp. Thầy Quyền gọi gấp, thầy Quyền sốt ruột nóng dữ lắm. Vậy để tôi đưa cô tới trường. Dạ khỏi. Em tự đi được rồi. Thầy Phúc, thầy đi đâu thầy đi. Tôi đâu biết đâu. Em tự đi chứ.